tại sao ông đang làm trưởng phòng mật vụ lại đổi ra tiểu đoàn? Tôi muốn trực tiếp hoạt động ngoài mặt trận. Đó là do ông tình nguyện hay bị ép buộc? Tôi tình nguyện. Thưa ông kỹ sư, tại sao ông lại không tập kết? Tôi muốn ở lại miền Nam. Ông tình nguyện hay cấp trên ra lệnh? Cả hai. Cấp trên có giao nhiệm vụ cho ông không? Tất nhiên là có. Xin lỗi, ông kỹ sư có thể cho biết là nhiệm vụ gì không? Hình như ty của ông chưa bắt được nghị quyết của xứ ủy. Thưa chưa. Chẳng có gì là bí mật cả. Chúng tôi đấu tranh để thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định Geneva. Trước hết là chính quyền hai miền lập quan hệ bình thường, hiệp thương để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đài Hà Nội cũng nói như vậy. Tôi đã bảo là không có gì bí mật cả mà. Thưa ông kỹ sư, có thể cho biết thái độ của ông đối với chính phủ quốc gia? Một là tôi chưa rõ ông trưởng ty nói đến chính phủ quốc gia nào, của ông Bảo Đại hay của ông Ngô Đình Diệm? Coi như của thủ tướng đi. Hai là thái độ của chúng tôi như thế nào còn tùy thái độ của chính phủ quốc gia đối với đất nước, đối với cuộc kháng chiến vừa qua, đối với những người kháng chiến chúng tôi. Tôi không giấu giếm tình cảm đối với ông Diệm, một người có đầu óc quốc gia. Nếu vì một lẽ gì đó nước nhà chưa thống nhất theo tinh thần Hiệp định Geneva, tôi hy vọng ông Diệm sẽ đưa miền Nam đến chỗ độc lập hoàn toàn, dân chủ và phồn vinh. Sắp tới ông kỹ sư định hoạt động như thế nào? Có thể tôi viết báo, tham gia các tổ chức quần chúng, hoặc đi dạy học. Và cũng không loại trừ khả năng tôi hoạt động bí mật. Thậm chí tôi có thể ra bưng biển cầm vũ khí. Để ông yên tâm, tôi xin báo với nhà cầm quyền là tôi không mang về thành súng, đạn, chất nổ, điện đài. Nếu người ta đề nghị với ông một sự hợp tác, ý ông như thế nào? Dĩ nhiên, điều kiện không thiệt thòi cho ông đâu. Vấn đề không phải người ta dành cho tôi một cái gì đó, mà là đường lối chung, chính sách chung. Đó mới thật là một điều kiện. Đức cha có thấy tay lung này đạo đệ không? Em có cảm giác rằng đây là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Nghe cho hết đã. Sư, tôi sắp hỏi ông một câu quan trọng và mong được nghe một câu trả lời thành thật. Ông có phải là đảng viên Đảng Cộng sản, bây giờ kêu bằng Đảng Lao động không? Tôi biết các ông quan tâm chuyện này. Tôi lấy làm tiếc mà trả lời rằng không. Tôi đoán là ông sẽ trả lời như vậy. Tôi xin phép nêu lên hoài nghi của mình. Làm sao Diễn Minh dám trao cho một trí thức thuộc một vọng tộc dân Tây cầm đầu cơ quan mật vụ, và sau đó cầm đầu một đơn vị quân đội quan trọng, nếu người đó không phải là đảng viên? Nghi ngờ là quyền của các ông. Với tôi, việc tôi chưa là đảng viên Đảng Cộng sản lại rất đơn giản. Tôi còn tin Chúa mà điều lễ đảng đòi hỏi người đảng viên phải vô thần. Tôi không thấy có gì trở ngại đối với một người ngoài Đảng Cộng sản thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ lệnh Nam Bộ trước đây, Trung tướng Nguyễn Bình là ủy viên Trung ương Quốc dân đảng, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, Diệp Ba là một lãnh tụ Việt Nam độc lập đảng. Đó cũng là trường hợp ông Kha Vạn Cân, Nguyễn Thành Vĩnh, Trương Văn Giàu. Tổng thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ là ông Trần Bủ Kiếm, một lãnh tụ Đảng Dân Chủ. Tại địa phương này, tỉnh Vĩnh Long, Liên Trung đoàn trưởng Đặng Văn Thông là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Chú còn thắc mắc nữa không? Lạy Chúa, nếu nó là đảng viên Cộng sản, thì tôi là người đầu tiên bảo chú xiên cổ nó ngay. Về lý, trả lời như hắn không còn cách nào có thể minh bạch hơn. Em nhắc lại là về lý. Cho hỏi câu cuối cùng. Ông chưa phải là Cộng sản, vậy ông thích Đảng Cộng sản không? Nếu không thích Đảng Cộng sản, làm sao tôi kháng chiến suốt 9 năm? Rất cảm ơn ông kỹ sư. Vài hôm nữa ông sẽ có thể kiểm tra. Ta cần người như anh chàng này, rất cần. Thưa đức cha, đức cha nên thúc đẩy cho sự gắn bó của anh ta với đức cha chặt hơn, có tính cách gia đình hơn, tỉ như nhận anh ta làm con nuôi. Một ván bài lý thú, một ván bài mà tất cả các con bài đều lật ngựa. Chú đã tin nó rồi chứ? Tin à?
Sao anh phỉ phàm lòng tin đến thế? Mà đúng, em tin ở chúng ta. Bây giờ cần Tết rồi, ra với ngày rồng tháng dài, chủ Nhu sẽ bàn thảo công việc với con. Con nên nghỉ ngơi, nhiều năm cực khổ quá rồi. Cảm ơn cha. Chính phủ của ông Diệm từ khi thành lập đến nay đã làm được khá nhiều việc. Con biết, xong loại các ông Nguyễn Nhân Xuân, Bùi Kiến Tính ra khỏi chính phủ, loại ông Hinh ra khỏi quân đội, chưa phải là đã xong mọi bất trắc. Kể lâu dài cũng không thể chỉ dựa vào dân di cư. Chính phủ của ông Ngô Đình Diệm phải xóa bỏ cái ấn tượng trong mọi người đó là chính phủ Thiên Chúa Giáo, và ông Diệm phải dựa vào số giáo dân di cư. Sau cùng, điều thật cốt yếu là chánh thể quốc gia ở đây phải có một chủ thuyết. Không có chủ thuyết, mọi cố gắng đều như bèo bọt. Viện trợ Mỹ không thể bù lấp được lỗ hổng thiếu chủ thuyết. Cái khó không phải là những mẹo vặt, cái khó là chủ thuyết. Một chủ thuyết khả dĩ khai quật sức mạnh quốc gia. Chủ thuyết, đúng rồi, cái mà ta thiếu là chủ thuyết. Đức cha bảo hắn đến gặp em ngay. Tôi mời các vị, các anh chị đến nhà riêng dùng bữa cơm đạm bạc để cùng tôi mừng các bạn của chúng ta ở Bưng Biền vừa về thành. Tôi xin giới thiệu người đồng hương xa đét với tôi là bạn Ngọc, Cò Mỹ Ngọc. Bạn Ngọc là nhân vật cao cấp của chính phủ kháng chiến ở Nam Bộ. Một nhân vật thứ hai không phải người đồng hương của tôi, nhưng là người tôi mến mộ đã lâu, một trí thức nổi tiếng, kỹ sư Robert Nguyễn Thành Luân, trung đoàn phó quân đội kháng chiến. Nghe nhà tôi nói ông kỹ sư có biệt tài về bắn súng phải không? Dạ, chắc tại ông nhà quá khen.